10 người sống thọ nhất thế giới. Người đứng đầu đạt đến tuổi thọ hơn 256 tuổi. Từ xưa đến nay, mong muốn lớn nhất của con người không gì hơn ngoài việc có sức khỏe và sống lâu. Nhưng do nhiều lý do khác nhau, kết quả thường không như mong muốn. Trước thế kỷ 19, tuổi thọ trung bình của loài người thậm chí còn chưa đạt tới 40 tuổi, nhưng nhờ vào sự tiến bộ của y học, loài người đã chinh phục hầu hết các bệnh do vi khuẩn và virus gây ra. Điều này đã giúp tuổi thọ trung bình của con người tăng đáng kể. Đến năm 2019, tuổi thọ trung bình của con người đã tăng vọt lên 72,8 tuổi. Mặc dù có sự tiến bộ to lớn, nhưng con người vẫn chưa đạt được sự trường thọ thực sự. Người sống qua tuổi 100 vẫn rất hiếm. Tuy nhiên, con người không bao giờ thiếu những người có tài năng đặc biệt. Đối với họ, 100 tuổi chỉ là một khởi đầu mới của cuộc đời. Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá 10 người sống thọ nhất trên thế giới. Vị trí thứ 10 Xiongli Udawesi Moer Xiongli Udawesi Moer sống tại đảo Mallorca ở Tây Ban Nha. Ông đã sống đến một bốn tuổi, trở thành một trong những người sống thọ nhất tại địa phương. Mẹ của Moore là Catalina đã không may qua đời vào cuối tháng 12 năm 1889 khi ông chỉ mới 25 tuổi. Nhưng không ai ngờ rằng con trai bà lại sống thọ đến vậy. Vào tháng 9 năm 2003, Moore trở thành người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới vào thời điểm đó. Chế độ ăn uống của Moore giống như nhiều người ở vùng địa trung hải gồm có bánh mì, cà chua, dầu ô liu và hải sản. Một lối sống rất lành mạnh. Ngoài ra, ông còn thích đi xe đạp. Dù đã lớn tuổi, nhưng ông vẫn thích đi xe khám phá khắp nơi. Ông cũng thích ca hát, chơi guitar và đá bóng. Có lẽ chính những sở thích này đã làm phong phú cuộc sống của Moe, giúp ông sống thọ trăm tuổi. Vị trí thứ 9 Emiliano Mercado del Toro Đây là một ngôi sao trường thọ đến từ Puerto Rico, Ông qua đời vào tháng 1 năm 2007, hưởng thọ 115 tuổi. Điều thú vị là ban đầu ông không nổi tiếng cho đến khi tham gia một cuộc diễu hành và được truyền thông chú ý. Lúc này, Mercado del Toro đã 110 tuổi. Ông từng tham gia Thế chiến thứ nhất và nhận được huy chương do tổng thống Hoa Kỳ trao tặng. Khác với nhiều người sống thọ khác, Mercado del Toro chỉ từng hẹn hò với ba người bạn gái và không kết hôn sinh con. Hầu hết thời gian của ông là làm việc. Điều này mang lại cho ông sự hài lòng và giúp ông cảm thấy khỏe mạnh. Thói quen làm việc của ông kéo dài đến năm 81 tuổi mới dừng lại. Có vẻ như việc vận động rất có ích cho sức khỏe và tinh thần. Vị trí thứ 8 Edna Parker Edna Parker sinh ra tại bang Indiana, Hoa Kỳ. Bà lớn lên trong một trang trại và sau khi tốt nghiệp trung học, bà tiếp tục học tại trường đại học Franklin và sau đó trở thành một giáo viên. Sau đó, Edna kết hôn và có một gia đình lớn, bà có hai con trai, năm cháu nội ngoại, 14 chát và 13 chít. Khi 115 tuổi, Edna tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại trung tâm dưỡng lão và vui vẻ nhìn những quả bóng bay lên trời, sau đó lại tiếp tục thả bóng trong một buổi họp mặt gia đình riêng tư. Sau sinh nhật này, Edna Parker đạt được một cột mốc mới, khi chỉ có 21 người trên thế giới đạt được tuổi thọ 115. Đến tháng 11 cùng năm Edna Parker yên bình qua đời tại viện dưỡng lão. Vị trí thứ bảy, Jiroemon Kimura. Jiroemon Kimura sinh vào tháng 4 năm 1897. Ông sống tại Kinata ở Nhật Bản. Kimura từ nhỏ đã thông minh và nằm trong số những học sinh có thành tích xuất sắc nhất lớp. Ông hoàn thành việc học khi chỉ mới 14 tuổi và đến năm 17 tuổi, ông bắt đầu làm việc tại bưu điện. Công việc này kéo dài trong suốt 45 năm. Đến năm 1962, khi đã 65 tuổi, Kimura chính thức nghỉ hưu nhưng vẫn không ngừng nghỉ mà tiếp tục làm nông cho đến khi 90 tuổi mới ngừng lại. Ông có một gia đình lớn với 5 cháu, 13 chắt, 25 chít và 13 chút. Ngày 12 tháng 6 năm 2013, Chiroemon Kimura qua đời ở tuổi 116. Ông trở thành một trong những người lớn tuổi nhất Nhật Bản và đã chứng kiến sự phát triển của năm thế hệ gia đình. Vị trí thứ 6. Chiyo Miyako Chiyo Miyako là một người phụ nữ huyền thoại đến từ Nhật Bản. Bà sinh vào ngày 2 tháng 5 năm 1901 là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Trong đó, chỉ mình bà sống thọ. Từ nhỏ Chiyo đã rất hiểu chuyện và học giỏi. Sau đó, bà học tiếp tại Học viện Điện báo Osaka và sau khi tốt nghiệp, bà làm việc cho công ty gang thép Nhật Bản và sau đó kết hôn, sinh con. Đáng chú ý là bà từng sống ở Bắc Kinh một thời gian. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2018, Chiyo qua đời tại Kanagawa, Nhật Bản, hưởng thọ 117 tuổi. Bà là một trong những người sống thọ nhất tại Nhật Bản, chỉ đứng sau Kane Tanaka. Hạng năm, Tanaka Ken. Tanaka Ken sinh ngày 2 tháng 1 năm 1903, sống tại phía đông Fukuoka. Sau khi Chiyo Miyako qua đời, bà trở thành người sống lâu nhất Nhật Bản. Về bí quyết trường thọ của mình, bà Tanaka Ken cho rằng nhờ vào đức tin mạnh mẽ vào thượng đế, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và niềm đam mê toán học. Việc bà sống lâu như vậy thật sự đáng kinh ngạc, vì suốt cuộc đời bà luôn phải đấu tranh với bệnh tật. Ở tuổi 35 bà mắc bệnh thương hàn và đến 45 tuổi, bà phải phẫu thuật ung thư tuyến tụy. Thậm chí đến 103 tuổi, bà còn phẫu thuật ung thư đại tràng. Mặc dù phải đối mặt với nhiều bệnh tật, Bà Tanaka Kane vẫn sống kiên cường. Khi qua đời, bà đã 119 tuổi, 107 ngày. Kỷ lục này được Guinness xác nhận và lan truyền rộng rãi. Hạng 4. Jeanne Calment Jeanne Calment sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và sống đến 122 tuổi, tổng cộng 44.724 ngày. Bà là người sống thọ, nổi tiếng của Pháp, với gia đình vốn có truyền thống trường thọ. Cha của bà sống đến 97 tuổi và anh trai của bà cũng sống đến 97 tuổi khi qua đời. Vào năm 1986, khi đã 111 tuổi, Jean Calment được công nhận là người cao tuổi nhất nước Pháp. Hai năm sau đó, Guinness chính thức ghi nhận kỷ lục của bà. Ngay cả sau khi bà qua đời, người Pháp vẫn tiếp tục tìm hiểu bí mật sống thọ của bà. Dù là phong cách sống hay yếu tố di truyền, tất cả đều là những giá trị quý báo cần nghiên cứu khoa học. Hạng 3. Lu Mezen. Lu Mezen là một cụ bà sống thọ đến từ Trung Quốc, được cho là đã sống đến 127 tuổi, tuy nhiên tuổi thọ này chưa được công nhận chính thức. Lu Mezen cho biết bà sinh vào năm 1885, nhưng Trung Quốc chỉ bắt đầu có giấy khai sinh từ sau năm 1949. Do đó, bà chỉ có một bản sao chứng minh thư cũ đã mở. Điều này không được coi là bằng chứng chắc chắn, tuy nhiên bà vẫn được xem là một trong những người sống thọ nhất. Ở nơi bà sinh sống, việc sống thọ dường như không phải là điều hiếm. Người dân nơi đây thường xuyên làm việc nặng nhọc, leo núi và rất coi trọng giấc ngủ, thích ngâm chân trong nước ấm. Về chế độ ăn uống, bà Lu gen và những người xung quanh ưa chuộng rau củ tự trồng, ít ăn thịt và thực phẩm chiên xào. Có lẽ những thói quen sống này chính là bí quyết trường thọ của bà. Hạng 2: Mamba Goto Bagoto là người sống thọ nhất Indonesia. Ông sinh ngày 31 tháng 12 năm 1870 và sống đến 146 tuổi. Từ năm 1992, Goto đã chuẩn bị bia mộ cho mình, nhưng điều không ngờ là bia mộ đó mãi chưa được sử dụng. 11 anh chị em của ông đều đã qua đời, thậm chí cả bốn người vợ và 8 người con cũng đã rời xa trần thế, nhưng Goto vẫn sống khỏe mạnh. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Ông đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng như hai cuộc thế chiến, sự ra đời của truyền hình, ô tô và máy bay. Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, Goto luôn trả lời rằng đó là sự kiên nhẫn. Ông cũng sống theo nguyên tắc này, dù thị lực dần suy giảm, ông vẫn không nản lòng mà lấy chiếc radio cũ ra để theo dõi tin tức khắp nơi trên thế giới. Hạng 1, Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân, còn gọi là Lý Thanh Vân, được cho là người sống thọ nhất thế giới. Ông sinh vào năm Khang Hy thứ 16 và qua đời vào năm Dân Quốc thứ 22, hưởng thọ 256 tuổi. Dĩ nhiên, thời của Lý Thanh Vân không có giấy khai sinh như hiện đại, do đó các thế hệ sau dựa vào các tài liệu và ghi chép lịch sử để ước đoán tuổi của ông. Tuy nhiên, câu chuyện về sự trường thọ của ông được nhiều người công nhận. Lý Thanh Vân có những kiến thức đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền và khí công. Ở tuổi 100 Ông được chính phủ thời đó vinh danh vì những cống hiến nổi bật trong y học cổ truyền. Trong suốt cuộc đời huyền thoại của mình, Lý Thanh Vân đã kết hôn 24 lần, có tới 180 con cháu. Trong các tài liệu của mình, ông chia sẻ phương pháp sống thọ là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và giữ tâm trạng bình an. Nếu có thể uống nước ngâm kỳ tử thì càng tốt. Vậy là đã kết thúc danh sách 10 người sống thọ nhất người nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bạn hãy chia sẻ trong phần bình luận nếu bạn thích video của tôi hãy nhấn thích và đăng ký cảm ơn đã theo dõi hẹn gặp lại vào lần sau